và quốc ca Hoa Kỳ cũng như quốc ca Việt Nam thưa quý vị. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết âm lịch, tiền đình quân hạt Santa Clara. Chào quý vị. Tôi là cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngũ sinh Văn Hoàng Trứng, xin được là người điều khiển buổi ghi thức chào cờ ngày hôm nay. Trong lúc chào cờ, xin quý vị vui lòng, nếu không phải mặc quân phục, xin ngã mũ nón. Và xin quý vị vui lòng một phút yên lặng để cho buổi lễ được hoàn thiện. Tất cả chú ý, nghiêm, toán quốc quân kỳ bước vào vị trí hành lễ. Đây là hội nữ cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa để làm lễ chào quốc kỳ, cũng như là rước quốc quân kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Không có liên hội cựu quân nhân ở cho mua với chào cờ hôm nay. Và sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Nghiêm chào. Muốn người Việt Nam chúng ta đến Hoa Kỳ này là để đi tị nạn chính trị, chứ chúng ta không phải là đi tị nạn kinh tế thưa quý vị. Và với bao nhiêu cái sự tranh đấu, cố gắng không mệt mỏi của những nhà đấu tranh từ ở Việt Nam, trong nước cũng như ở hải ngoại này, tại quần hạt Santa Clara, bởi cái nghị quyết này thưa quý vị. Và trong cái nghị quyết đó, một cái điều quan trọng nữa, ông Otoli cũng như bà Shinny Chave và các đồng Việt đã thông qua, đó là cấm lá cờ đỏ sao vàng được treo ở tất cả những quận hạt ở đại sân Takara theo quý vị. Đó là niềm tự hào của người Việt Nam của chúng ta. Thank you very much for your support for Mr. Otoli cũng như Shinny Chave và tất cả mọi người. Từ bây giờ trở đi, cá nhân bảo Phúc Hạ Vân cũng như tất cả quý vị, vài chục năm nữa chúng ta không còn nữa, nhưng mà những thế hệ tương lai của chúng ta, second generation và những thế hệ thứ ba, sẽ tiếp tục dùng cái nghị quyết này để mà duy trì chúng ta sẽ được chào cờ đúng vào ngày 1 Tết Nguyên Đán. Đó là cái giờ phút linh thiêng. Việt Nam Cộng Hòa muôn dân! Việt Nam Cộng Hòa muôn dân! Việt Nam Cộng Hòa muôn dân! Freedom of Việt Nam! Cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ trở lại với Hạ Vân. Yes, I would like to say thank to all the sponsors. Without this sponsor, I don't think we can help this program today. County Supervisor Otto Lee, County Supervisor Cindy Chavez, Evanlowe State Assembly Member, Ashkara State Assembly Member, Domingo Cadelas, City Council of District 8, Carolyn Chen, Betty Yoon County Leader, Kenson Chu, candidate for San Jose City Council District 4. Vân Lê, trustee ESU, HSD State Farm Agent, Mr. Đồng Kim Cang, hội trưởng AVBA, Đào Nguyễn, hội trưởng Hội Nữ Quân Nhân, Cúc Nguyễn, the organizer of Hội Đồng Hương Phan Rang, Ni Sư Tiến Liên, tỉnh xã Ngọc Hòa,
Giáo sư Thuận Huyến, Ban trị sự của Phật giáo Hòa Hảo. Clay Hell, Trustee of San Jose Evergreen Community College. Nguyễn Hồng Dũng sẽ điều khiển MC cho phần tế lễ. Thưa quý vị, rất là trang nghiêm. Xin quý vị hướng về bàn thờ tổ quốc và xin mời anh Nguyễn Hồng Dũng. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng đứng lên. Please stand up. Xin bắt đầu. Khởi trung cổ tam luân. Băng nữ quan tiến lễ đà tử hoa hương. Chúng con kính là kính phương trời công Phật. Chúng con kính lại chư vị tôn thần. Chúng con kính lại chư thánh. Chúng con kính lại chư thần hiệp chủ quốc Hoa Kỳ cùng chư vị tiên tổ Việt Nam. Chúng con kính lạy Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và 12 tông đồ cùng chư thánh. Hôm nay ngày 12 tháng 2 2024 cũng là ngày mùng 1 Nguyên Đán, là giao thừa giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của trời đất vạn vật tỏ cây. Chữ Nguyên có nghĩa là bắt đầu, chữ Đán có nghĩa là buổi ban mai, là khởi điểm mới. Chúng con gồm có Đài Việt Bắc Cali Hà Vân, Bố Quân Nhân Bắc Cali Đào Nguyễn, Hội Ái Hiếu Cựu Chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam Đồng Kim Cang, Hội Đồng Hương Phan Rang Ninh Thuận Cúc Nguyễn, Hội Tết Trung Thu Cố Vấn Vân Lê, nhân ngày Tết của Việt Nam 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn nhằm ngày 10 tháng 2 năm 2024 tại Tiền Đình Quận Hạt, Santa Clara 70 West Hastings, San Jose, California, trong lễ thường kỳ đầu năm, xin nhận tấm lòng thành và phẩm vật với hương đăng trà quả, xin dâng lên để tỏ lòng thành kính và xin cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình trong ấm no hạnh phúc. Xin chứng hưởng tâm thành của chúng con.
văn tế. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng riêng năm Giáp Thìn, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân giải trừ đông lạnh lẽo, hung liệt tiêu tan đón mừng nguyên đón xuân thiên, mưa móc thấm nhuần muôn vật tưng bừng đổi mới, nơi nơi lễ tiết chốn chốn toàn trình. Kim nhật tư thời tại tiền đình quận hạt Santa Clara County, tiểu bang California. Các vị supervisor, giám sát viên quận hạt Santa Clara đã ban hành nghị quyết Nga vinh danh cờ vàng. Hôm nay ban tổ chức gồm Hạ Văn Lê Thị Cẩm Văn, Nguyễn Thị Cúc, Nguyễn Thị Đào, Đồng Kim Cang hiệp cùng các đoàn thể quốc gia tổ chức người Việt tại địa phương này. Hôm nay đây nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa bánh chưng lễ vật bày ra trước án dân cung thiên địa tôn thần, thiết nghĩ tổ tiên hùng Việt hào khí sáng lòa, ân đức rộng lớn, ngôi sao vạn trưởng quy nghi. Chư vị nữ lưu đương vi tổ chức chào kính quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, hiệp cùng các đoàn thể quốc gia tổ chức người Việt cùng thăng chức tại quận hạt Santa Clara, tiểu bang California, mạnh khỏe an nhà nhà hưng thịnh, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đoàn kết yêu thương, đồng cầu nguyện hồn thiêng sông núi phù trợ cho đất tổ Việt Nam từ Nam Quan đến núi Cà Mau không còn chế độ độc tài đảng trị, dân chúng sống trong tự do thanh bình hạnh phúc. Thành tâm cầu nguyện lễ bạc tiên dân giải tâm lòng thành cuối xin chứng giám tế thứ viên chánh ngọt sơ nhất nhật minh thời đại diện ban tổ chức cùng toàn thể thành phố San Jose quận hạt Santa Clara của tất cả các nơi hội đoàn Việt Nam Cộng Hòa thành tâm hiện diện đảnh lễ cảnh Nga bay hình thần Nga hưng bay hơn Nga bay hơn Nga bay. Lễ cao nhất hoàn tất, xin trả lại micro cho băng MC. Cảm ơn quý vị. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn quý vị quan sát, mời quý vị an tọa, please sit down. Xin cảm ơn anh tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng đã chủ trì nghi thức dâng hương rất là xúc tích và rất là đầy đủ. Cảm ơn anh. Kính bày Đức Phật Tổ, kính mời chư vị chư thiên trên trời quan giáng chư thiên, kính thỉnh tứ đại thiên vương các cõi trời đau lời, các vị lãnh đạo mở ra những tôn giáo chứng minh cho tất cả con dân Việt Nam tị nạn tại hải ngoại, đặc biệt tại County Santa Clara và cộng đồng người Việt. Hôm nay nhân ngày mùng 1 năm mới Giáp Thìn 2024 được làm lễ chào cờ Tổ quốc Việt Nam, một lòng ngưỡng nguyện đến Tổ quốc, nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát, những vị chư thiên quan giám chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con kính xin mời giáo sư Thiên Nguyên và giáo sư Thiên Nguyên trở về. Quý vị đứng lui ra đi. Giờ mở phòng. And as a few electrical people come late, so please disclose. Quý vị quan khách cũng như đại diện hội đoàn có nhà ý, xin mời quý vị đến thắp nén nhang trước bàn thờ Trung Hương Hùng Quốc ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn, thưa quý vị, một giờ phút linh thiêng của Hùng Quốc. To be on stage to share with us the new resolutions from Santa Clara County. A big applause to County Supervisor Adderley. Và Hà Vân cũng mời tránh văn phòng của bà Cindy Chavez là cô bé Đi Dương. Hôm nay bà Cindy không đến được. Quý vị và chàng gói tay cho cô bé Đi Dương. Yes, you can start now. Okay, well, good morning everybody. Happy New Year to Mong Nguyen Woi. Tôi là Ông Cương, kính chào quý vị. Honorably, your supervisor for District 3, is truly an honor to welcome you right here at our County Plaza, along with my colleagues, in this case represented by Benny Young, for Supervisor Lee Chavez, to celebrate this Year of the Dragon, of Tet, first day of the new year, with all of you. Well, first of all, thank you for coming. Look at this weather. Isn't this amazing how beautiful it is? We were just raining and pouring last 2 days. So all our prayers worked, clearly. Maybe we can thank the counties or the city of San Jose, the planning department, for making that happen, right? But also, we also have those out here. We have Hoi A Hu Chin Bin Ho Ki Tam Ti Tai Vietnam AVVA. Come on up. AVVA. Dạ, xin mời quý vị, hôm nay là Cộng hạt Santa Clara, giám sát viên Adderley và giám sát viên Sunny Chavez có bằng tấm lục cho ban tổ chức, xin quý vị ở lần đây. Dạ, đây là cái bằng đầu tiên là Hội Ái Hữu Chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam. Chàng pháo tay quý vị ơi.
kế tiếp là phải đồng hương Phan Rang, Nguyên Thuận, chị Cúc Nguyễn. Chị Cúc Nguyễn đại diện cho hội Phan Rang Ninh Thuận, chúng tôi mới chào hỡi tay đến cho hội Phan Rang Ninh Thuận. Anh Đồng Kim Cang đại diện cho hội cựu chiến binh Hoa Kỳ ADVN. Dạ, và cho hội nữ quân nhân Bắc Cali, chị Đặc Nguyễn. Thưa quý vị, hội chào hỡi đây với chị Đào Nguyễn đại diện cho hội cựu nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, thưa quý vị. Hội Tết Trung Thu, chị Văn Lê. Hội chào hỡi đây đến cho Văn Lê. Hội cựu giáo chúng tôi, quý vị, một người dân thân rất đông, rất lâu trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Và Đài Việt Nam Bắc Cali, chị Hà Vân. Một chào hỡi đây đến cho Đài Việt Nam Bắc Cali, Hà Vân, thưa quý vị. Đã dấn thân rất là nhiều trong suốt nhiều chục năm qua để mà phục vụ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Xin thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn quý vị rất là nhiều. Well, you know, this event can happen with a lot of the hard work by volunteers. I also want to give a big round of applause for our volunteers coming up this morning early on, including my own Thầy Vũ, who've been out here early this morning to organize this. Cảm ơn Thầy Vũ rất là nhiều. Đã giúp cho cộng đồng suốt những ngày hôm qua rất là mệt mỏi, thưa quý vị. Một chào phát đại lý trên Thế Vũ. Cảm ơn anh. Yes, and all the guys in Orange Vest as well that are working out here. So, big round of applause for all the volunteers. Thank you. Thank you so much, Mr. Otoli. Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tỷ bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tỷ bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn.